Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày 9 tây tháng 5 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt mỗi video cách nhau khoảng một tiếng. Trong video hai của hôm nay, Việt Linh có bốn bản tin Hoa Kỳ, hai bản tin thế giới và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Hạ viện bỏ phiếu áp đảo để cứu chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khỏi nỗ lực lật đổ của Marjorie Taylor Greene. Kính thưa quý vị, bà Taylor Greene thiếu nhiều sự ủng hộ trong đảng của mình để lật đổ chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Bà ta chỉ giành được có 11 phiếu của đảng Cộng Hòa, trong khi đa số đảng viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ Johnson. Chấm dứt nhiều tháng đe dọa của nữ dân biểu hung hăng này. Cuộc bỏ phiếu là 359 trên 43, có 196 đảng viên đảng Cộng Hòa và 163 đảng viên đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu bãi bỏ đề nghị của Taylor Greene, cùng với 11 đảng viên đảng Cộng Hòa, 32 đảng viên đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của bà. Mike Johnson phát biểu ngay bên ngoài phòng Hạ viện rằng: "Tôi đánh giá cao sự thể hiện sự tự tin của các đồng nghiệp trong việc đánh bại nỗ lực sai lầm này. Hy vọng rằng đây là sự kết thúc của chính trị nhân cách và vụ ám sát nhân vật phù phiếm đã định nghĩa đại hội lần thứ 118. Thật đáng tiếc, đó không phải là con người của chúng ta với tư cách là người Mỹ. Và chúng ta tốt hơn thế này. Chúng ta cần phải vượt qua nó." Trong nghị quyết của mình và trên sàn Hạ viện, bà Taylor Greene đã dẫn lời lãnh đạo thiểu số Hakeem Jeffries, người đã từng nói trong cuộc phỏng vấn 60 Minutes gần đây của CBS News rằng: "Mặc dù chúng tôi thuộc nhóm thiểu số, nhưng trên thực tế chúng tôi đã quản lý như thể chúng tôi chiếm được đa số, bởi vì chúng tôi tiếp tục cung cấp đa số phiếu bầu cần thiết để hoàn thành công việc. Đó là sự thật." Và đảng Dân Chủ vui mừng khi bà Taylor Greene trích dẫn lời lãnh đạo của họ. Và bản tin Hoa Kỳ thứ hai, kính thưa quý vị. Donald Trump bước vào chính trường với tư cách đại biểu Florida tại Đại hội Đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, vị trí đại biểu toàn quyền của Đảng Cộng Hòa Florida sẽ là vai trò chính trị cao cấp nhất cho đến nay đối với Donald Trump. Donald Trump là con trai út của Donald Trump, người sẽ tốt nghiệp trung học vào tuần tới và hầu như không được chú ý về mặt chính trị, đã được Đảng Cộng Hòa ở Florida chọn vào tối thứ Tư với tư cách là một trong những đại biểu của tiểu bang tại cuộc họp đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, theo danh sách đại biểu mà NBC News có được. Trong một gia đình toàn những đứa trẻ ưa thích tham gia chính trị, Donald Trump vừa tròn 18 tuổi vào tháng 3, có cuộc sống riêng tư hơn nhiều so với các người anh trai là Eric Trump và Donald Trump Jr. Cả hai đều là đại diện RNC của Florida, cùng với con gái của Trump là Tiffany. Và bản tin thế giới thứ nhất, kính thưa quý vị. Anh triệu tập đại sứ Nga nhắm vào các ngôi nhà thuộc sở hữu của Moscow vì có những điệp viên bị cáo buộc. Kính thưa quý vị, Vương quốc Anh đã triệu tập đại sứ Nga và công bố một loạt biện pháp mới chống lại Moscow, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các tòa nhà thuộc sở hữu của Nga mà chính phủ Anh cho rằng đã được sử dụng để cho mục đích tình báo. Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh James Cleverly cho biết hôm thứ Tư rằng nước này đang trục xuất tòa tùy viên quốc phòng Nga, người được Bộ Ngoại giao mô tả là một sĩ quan tình báo quân sự thực thụ, không được khai báo. Các biện pháp này cũng loại bỏ tình trạng ngoại giao đặc biệt đối với một số tài sản thuộc sở hữu của Nga, mà chính phủ tin rằng đã được sử dụng cho mục đích tình báo. Nga đã phải đối mặt với làn sóng trừng phạt từ Anh và các quốc gia phương Tây khác kể từ khi họ phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine
vào tháng 2 năm 2022. Mặc dù Tổng thống Vladimir Putin, ông ta đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của chúng. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng kể từ khi xâm chiếm Ukraine bất hợp pháp, những nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu an ninh của Anh và châu Âu ngày càng trở nên trắng trợn hơn. Và bản tin thế giới thứ hai, kính thưa quý vị. Một chính trị gia người Đức bị tấn công khi lo ngại gia tăng bạo lực trước cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 6. Thưa quý vị, một chính trị gia nổi tiếng ở Berlin đã bị hành hung dữ dội và bị thương ở đầu và cổ. Cảnh sát cho biết hôm thứ Tư trong vụ tấn công mới nhất nhằm vào các quan chức dân cử, làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng ở Đức. Franziska Giffey, quan chức kinh tế hàng đầu của thành phố, cựu thị trưởng và là cựu bộ trưởng liên bang, đã bị tấn công tại một sự kiện ở Thư viện Berlin hôm thứ Ba bởi một người đàn ông 74 tuổi tiếp cận bà từ phía sau và đánh bà bằng một chiếc túi chứa thiết bị cứng bên trong. Thị trưởng Berlin là Kai Wegner lên án mạnh mẽ vụ tấn công và nói rằng bất cứ ai tấn công các chính trị gia là đang tấn công nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho điều này. Chúng tôi sẽ phản đối mọi hình thức bạo lực thù hận và kích động và bảo vệ nền dân chủ của chúng tôi. Franziska Giffey viết trên Instagram rằng chúng ta đang sống ở một đất nước tự do và dân chủ, trong đó mọi người đều được tự do bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên vẫn có một giới hạn rõ ràng, và đó là bạo lực chống lại những người có quan điểm khác, vì bất kỳ lý do gì, dưới bất kỳ hình thức nào. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức, bà Nancy Faeser, cho biết sau một cuộc họp đặc biệt của 16 bộ trưởng nội vụ các tỉnh bang về vấn đề bạo lực hôm thứ Ba, cho rằng các biện pháp khả thi bao gồm thắt chặt luật hình sự của Đức để trừng phạt các hành vi phản dân chủ nghiêm khắc hơn. Và bản tin Hoa Kỳ thứ Ba, kính thưa quý vị. Bà Liz Cheney cảnh báo về tác động tiêu cực sâu sắc nếu tối cao pháp viện không nhanh chóng giải quyết trường hợp miễn trừ của Trump. Cựu dân biểu đảng Cộng hòa Liz Cheney hôm thứ Hai cho biết nếu tối cao pháp viện không giải quyết vấn đề quyền miễn trừ của Tổng thống một cách nhanh chóng và dứt khoát, thì điều đó sẽ có tác động tiêu cực sâu sắc đối với đất nước. Trong một bài đăng trên New York Times op-ed, bà Cheney đã lập luận rằng nếu sự chậm trễ khiến vụ án Trump này không thể được xét xử trong năm nay, công chúng có thể không bao giờ được nghe bằng chứng quan trọng và lịch sử được đưa ra trước đại bồi thẩm đoàn. Và hệ thống của chúng ta có thể không bao giờ giữ được người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm giải trình bởi vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Thông điệp của bà được đưa ra trước khi tối cao pháp viện chuẩn bị xét xử các tranh luận vào cuối tháng này trong vụ án liệu Trump có thể yêu cầu quyền miễn trừ truy tố trong vụ án lật đổ cuộc bầu cử liên bang hay không. Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đưa ra cáo buộc hình sự, đã tìm cách đẩy nhanh quá trình tố tụng đối với yêu cầu miễn trừ của Trump để ông có thể đưa ra vấn đề xét xử nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, Donald Trump đã nói với các thẩm phán bảo thủ trong tố cáo pháp viện rằng nếu họ không sẵn sàng cấp cho ông ta toàn quyền miễn trừ khỏi vụ truy tố lật đổ bầu cử của Jack Smith, thì họ nên gửi vụ việc trở lại các tòa án cấp dưới để tiến hành thêm thủ tục. Đây là một hành động có thể khiến phiên tòa phải hoãn lại trong nhiều tháng để xác định liệu có áp dụng được bất kỳ lý thuyết miễn dịch từng phần nào trong trường hợp của ông ta hay không. Con đường thay thế có thể tạo cho đa số bảo thủ trong tòa án một con đường tắt, có thể cản trở cố vấn đặc biệt một cách hiệu quả và hợp pháp. Bà Cheney nói rằng tối cao pháp viện nên hiểu thực tế này và kết luận ngay lập tức rằng không có quyền miễn trừ nào được áp dụng ở đây. Họ không nên cố tình câu giờ để bảo vệ Trump cho đến sau cuộc bầu cử. Và bản tin Hoa Kỳ thứ Tư, kính thưa quý vị, lại là một chiến thắng cho Donald Trump. Thẩm phán Eileen Cannon đã hoãn vô thời hạn vụ án tài liệu mật.
Kính thưa quý vị, ngày chính thức bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Tổng thống 45 Donald Trump trong vụ ăn cắp tài liệu bí mật của chính phủ đã bị hoãn lại vô thời hạn. Lệnh mới từ thẩm phán Cannon càng làm lu mờ nỗ lực của cố vấn đặc biệt Jack Smith nhằm đưa Donald Trump ra xét xử trong năm nay. Thẩm phán chịu trách nhiệm Eileen Cannon đã thông báo trong một lá thư hôm thứ Ba rằng kế hoạch bắt đầu phiên tòa trước đó vào ngày 20 tháng 5 đã bị hủy bỏ. Và lý do cho điều này là các câu hỏi pháp lý mở. Do đó, khó có khả năng quá trình này sẽ bắt đầu trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Quyết định này được xem là một chiến thắng mới đối với Donald Trump, khi ông ta cố gắng trì hoãn việc bắt đầu phiên tòa càng lâu càng tốt. Nhưng phiên tòa này không phải là vấn đề pháp lý duy nhất của Donald Trump. Ông ta đã bị truy tố ở cấp liên bang trong vụ bê bối tài liệu vào năm ngoái. Trong vụ án này, ông ta bị cáo buộc lưu trữ trái phép những thông tin có độ nhạy cảm cao từ thời còn làm tổng thống từ năm 2017 đến 2021. Vào tháng 8 năm 2022, cảnh sát liên bang FBI đã khám xét biệt thự của Trump ở Florida và tịch thu một số tài liệu được phân loại là tuyệt mật. Trump cũng bị cáo buộc âm mưu cản trở cuộc điều tra. Ông ta được cho là đã cố gắng làm biến mất tài liệu khỏi camera giám sát và lấy đi các hộp tài liệu với sự giúp đỡ của các nhân viên. Tuy nhiên, Trump đã không nhận tội tại phiên tòa ở Miami năm ngoái. Các luật sư của ông ta đang cố gắng ngăn cản quá trình tố tụng. Trong số những lập luận này, họ dựa vào yếu tố quyền miễn trừ của Trump với tư cách là tổng thống. Thẩm phán Cannon, người chịu trách nhiệm xét xử vụ án, là người từng được Donald Trump bổ nhiệm. Các nhà phê bình cáo buộc bà đã cố tình kéo dài quy trình và giải quyết vụ án một cách chậm chạp theo hướng có lợi cho Donald Trump. Bằng cách trì hoãn quyết định cuối cùng, bà Cannon cho các thẩm phán khác chủ trì các vụ án hình sự của Trump, đó là thẩm phán liên bang Tanya Chutkan ở Washington và thẩm phán tòa án cấp cao quận Fulton Scott McAfee ở Georgia, một cơ hội để lên lịch xét xử riêng của họ vào mùa hè hoặc mùa thu này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu một trong hai thẩm phán đó có thể chuẩn bị kịp thời cho vụ án của họ hay không. Về lý do trì hoãn việc bắt đầu phiên tòa, thì bà Cannon viết rằng việc ấn định ngày xét xử vào thời điểm này sẽ là không nên. Còn quá nhiều câu hỏi pháp lý mở cần được làm rõ. Sẽ cần có sự chuẩn bị và thời gian thích hợp để giải quyết vụ việc này một cách đầy đủ và công bằng để trình bày vụ việc này trước bồi thẩm đoàn. Các luật sư của Trump cũng đang dựa vào quyền miễn trừ của Tổng thống trong vụ gian lận bầu cử liên bang và đang cố gắng ngăn chặn quá trình này. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã chấp nhận kháng cáo của Trump trong vụ án này và hiện đang xem xét câu hỏi trọng tâm về quyền miễn trừ truy tố của ông ta. Dự kiến sẽ có quyết định trong vài tuần tới, và điều này cũng có thể có tác động đến hầu hết các thủ tục tố tụng hình sự khác chống lại Trump. Donald Trump đã tìm cách trì hoãn tất cả các vụ án hình sự của mình cho đến sau cuộc bầu cử năm nay. Nếu thắng cử, ông ta có thể khóa sổ hai vụ án liên bang do Jack Smith đưa ra, và các vụ án cấp tiểu bang ở New York và Georgia cũng có thể phải bị đóng băng. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Rafah là dấu ấn sự chia tay giữa Biden và Netanyahu. Kính thưa quý vị, bước tiến của Israel vào Rafah khiến Washington lo ngại. Tổng thống Joe Biden quan tâm đến việc Israel leo thang thêm cuộc chiến ở Gaza. Nhưng người Israel dường như không muốn nghe ông nữa. Hôm thứ Ba, Tổng thống Joe Biden đã lên án một cách rõ ràng sự gia tăng nghiêm trọng các vụ việc bài Do Thái ở Hoa Kỳ. Có quá nhiều người phủ nhận tầm thường hóa, hợp lý hóa và phớt lờ nỗi kinh hoàng của Holocaust và ngày 7 tháng 10. Ông Biden nói trong một bài phát biểu ngắn ở Washington.
Ông cho rằng điều này thực sự đáng khinh và phải dừng lại. Lần thứ hai trong tuần qua, Tổng thống Biden đã đứng về phía giới ủng hộ Israel ở Mỹ. Thứ năm tuần trước, Biden đã lên án các cuộc biểu tình bạo lực chống Israel đang gây ra tình trạng bất ổn đang diễn ra trong khuôn viên của các trường đại học. Ông Biden nói rằng phải có trật tự. Với những lời lẽ mạnh mẽ như vậy, Tổng thống Biden muốn che đậy những rạn nứt trong mối quan hệ Mỹ-Israel. Hai bên ngày càng công khai cáo buộc nhau phá hoại nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến của Israel chống lại tổ chức khủng bố Hamas ở dải Gaza. Nhưng gần đây nhất, các viên chức Israel cáo buộc chính phủ Biden không cho họ biết về quan điểm của Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn khó khăn. Điều này đã được báo cáo bởi nhà báo thường có nhiều thông tin Barak Revit. Israel đã mắc sai lầm trước lời đề nghị cuối cùng của Hamas. Nhưng tòa Bạch Ốc đã phủ nhận chuyện này. Người phát ngôn của Biden là John Kirby cho biết hôm thứ Ba rằng không ai ở Washington giấu bất cứ điều gì với người Israel. Chúng tôi rất cởi mở và minh bạch. Khi quân đội Israel tiến vào Rafah, Bernie Sanders đã lên tiếng chỉ trích đường lối của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, John Kirby không cung cấp nhiều thông tin hơn khi cuộc trò chuyện xoay quanh việc giao vũ khí của Mỹ được cho là đã bị dừng lại theo lệnh của Tổng thống Biden. Cụ thể là về loạt bom chính xác của Boeing được Israel đặt mua, bởi vì Tòa Bạch Ốc không đồng ý với cách tiến hành chiến tranh của Israel, nên việc chuyển giao những vũ khí hiện đại này nếu không được dừng lại thì ít nhất cũng nên bị đóng băng. Tuy nhiên, nếu nguồn tin này đến từ Politico là sự thật, thì đây sẽ là một nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm xoa dịu cánh tả trong đảng của ông. Nhiều đảng viên đảng Dân Chủ phẫn nộ trước hàng ngàn thường dân đã thiệt mạng ở dải Gaza. Và gần đây nhất, thượng nghị sĩ cánh tả Bernie Sanders, người độc lập nhưng hoạt động chính trị trong cuộc họp kín của đảng Dân Chủ, đã đề cập đến sự chỉ trích gay gắt về đường lối của Biden khi ông tuyên bố tái tranh cử vào thứ hai. Bernie Sanders kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các khoản hỗ trợ thanh toán và viện trợ vũ khí cho chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Về phần mình, Tổng thống Biden dường như vẫn tin rằng mình có thể thuyết phục Netanyahu điều chỉnh hướng đi nếu cần thiết. Ông ấy không muốn mạo hiểm đoạn tuyệt hoàn toàn với Thủ tướng Israel. Đây cũng là lý do tại sao người phát ngôn John Kirby của ông hôm thứ Ba đã bảo đảm rằng bước tiến của Israel vào Rafah chỉ là một hoạt động có giới hạn về thời gian và không gian. Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với những thời điểm quan trọng hơn trong tuần này. Điều này sẽ thử thách mối quan hệ căng thẳng của ông với căn cứ của ông về cuộc chiến của Israel ở Gaza và có khả năng làm gia tăng sự chia rẽ đảng phái về nhà nước Do Thái đã được xây dựng trong nhiều năm qua. Rất lâu trước cuộc xung đột hiện nay, thưa quý vị, các cuộc thăm dò cho thấy thiện cảm của các đảng viên đảng Dân Chủ cấp cao đã chuyển từ Israel sang người Palestine trong khoảng hai thập niên qua. Mối quan hệ cá nhân sâu sắc của Biden với Israel đã khiến ông trở thành kẻ thụt lùi trong chính trường Hoa Kỳ. Trong nửa thế kỷ đầu, sau khi Israel thành lập vào năm 1948, chính các tổng thống đảng Dân Chủ như là Harry Truman, Lyndon Johnson, Jimmy Carter và Bill Clinton là những người thể hiện mối liên hệ tình cảm lớn nhất với nhà nước Do Thái. Các tổng thống đảng Cộng Hòa cũng ủng hộ Israel, nhưng mà chỉ đặc biệt có hai người, Ronald Reagan và George W. Bush, mỗi người đều phản đối hành động quá trớn của Israel bằng cách tạm thời cắt viện trợ. Nhiều nhà quan sát cũng lưu ý rằng Tổng thống Biden thường có xu hướng xem chính sách đối ngoại giống như chính trị trong nước. Ông đặt niềm tin rất lớn vào khả năng thúc đẩy mối quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo khác. Ben Rhodes, người từng là cố vấn cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia trong khi Biden từng là phó tổng thống của Obama, ông đã cho biết rằng Biden luôn nói rằng tất cả chính sách đối ngoại
đều là sự mở rộng của các mối quan hệ cá nhân. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, nếu Israel bầu ra một chính phủ ôn hòa hơn trong tương lai, thì sự chia rẽ đảng phái ngày càng gia tăng của Mỹ đối với Israel có thể thu hẹp lại. Nhưng xét đến sự xa lánh về các hành động của Israel trong các đảng viên đảng Dân Chủ nói chung và các cử tri trẻ nói riêng, thì có vẻ gần như nó được bảo đảm rằng các viên chức được bầu của đảng Dân Chủ trong những năm tới đây sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn các đảng viên Cộng Hòa trong việc duy trì khoảng cách quan trọng với Israel. Cho đến nay, Biden có xu hướng chống cự hơn là đáp lại áp lực đó. Một lệnh ngừng bắn có thể làm giảm bớt áp lực đó trong một thời gian. Nhưng ngay cả ông Biden cũng có thể không thể bỏ qua phản ứng dữ dội, không thể tránh khỏi của các đảng viên đảng Dân Chủ nếu Netanyahu, dù có hoặc không có lệnh ngừng bắn, cuối cùng vẫn thực hiện cam kết tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah. Và đến lúc đó, chắc chắn rằng dấu ấn cuối cùng của cuộc hôn nhân Biden-Netanyahu sẽ chính thức tan vỡ. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.